Xin chào tất cả các bạn học viên thân mến, tôi là Trần Minh Quang. Tiếp tục loạt bài hướng dẫn AutoCAD Basic 2019. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài số 7 để vẽ hình Elip. Tôi mở chương trình AutoCAD lên, các bạn làm theo tôi nha. Thì bài 7 để vẽ hình Elip có 3 tùy chọn. Thứ nhất, ta vào Raw, chọn Elip, chọn Center. Các bạn kích một điểm bất kỳ làm tâm, kéo nửa chiều dài theo trục X. Ở đây tôi kích điểm thứ hai đây các bạn xem. Và nửa chiều dài theo trục Y. Ở đây tôi kích điểm thứ ba. Trường hợp thứ hai, tôi vào Raw, Elip, tôi chọn Axis N, nghĩa là tôi sẽ kích điểm thứ nhất, điểm thứ hai, và tôi ghi chuột nửa chiều dài theo trục Y, điểm thứ ba các bạn ạ. Tùy chọn thứ ba, tôi vào Raw, Elip, tôi chọn Arc, tôi kích một cái điểm thứ nhất bất kỳ, điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư, tôi kéo và bất kỳ ở đây, và điểm thứ năm tôi ghi chuột, tôi gác chuột như thế này, và tôi được một cái cung tròn như thế này. Thì chúc các bạn thành công với clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip hướng dẫn tiếp theo.